Nhưng mà lúc mà ông Năm ông mất á là ông về ông lo dò bà Năm hả? Ổng cũng lâu dò bà Năm, ổng lâu dò chụp mới về ở, ổng cũng lâu dò. Sao kỳ mà sao sao đó là lâu dò sao lâu? Đó là người ta chết với là 49 ngày là ổng về hay sao? Ừ. Cái nhà đó bây giờ ha, nào mà qua ngủ cho mướn. Là sao? Mướn thế nào cũng gặp. Ghê vậy? Ừ, thế nào cũng bị lâu dò, bị đủ. Giờ ai đứa nào qua ngủ cho mướn 100 ngàn. 100 ngàn đủ mà qua đấy ngủ nha. Nhà chỉ cứ... có bà nội dám mở thì thôi chứ không ai dám mở thiệt. Thì sao thì... là cái nhà của bà Năm ở bển là bây giờ là bỏ hoang luôn, không ai ở là ai tại ở. Ông Năm bà Năm nhưng chết tối có đốt cái đèn à. Đốt cái đèn tối ngày sáng đêm vậy đó, vậy bỏ nó về bất tử rồi nó cắt điện rồi cực khổ biết không. Nhưng mà bỏ vậy ừ. Con nghe Giang nói có ma sao? Giang nói vậy, còn Nam nó ra ban qua bắt già thấy dỗ dỗ trong tường ở trong nhà. Ghê à? Thì nó nói chứ bà nội đâu sợ, xuống tối nó bỏ nó đi tới 7-8 giờ. Nhưng mà có ai còn ví dụ mà hả? Ngủ bên đó mà xưa ông Năm ông mất trước rồi bà Năm bà ngủ ông Năm về lo dò thì bà cũng ngủ thì ông chết trước. Ông lúc ông bệnh ông chết hồi ông Giang còn nhỏ, Giang qua phụ tắm rửa với bà thì nó ôm chiếu mà chiếu nửa sạc á qua nó cho, bị gì ổng đâu có nằm giường được, lót dưới đất á. Thì ổng đứng thì ổng ôm cái dừa vậy nè. Cái nhà hồi có cột dừa. Cột dừa. Ổng ôm cái cột về cái bả cột vậy nè, bả cột hai nặng cái để ổng té làm sao. Rồi Giang á nó cười nó qua anh tắm thấy cù thấy giái ổng nó cười. Nó cười quá hồi nó còn nhỏ mà. Nghe còn nhỏ xíu ha. Nó còn nhỏ xíu à. Rồi cái nó cũng qua ngủ bệnh thằng Tân hồi đó cũng qua ngủ bệnh á. Qua ngủ với bà với vợ phụ canh chừng chứ bà chụp ở đâu có về. Nhưng mà lúc mà ông Năm ông mất á là ổng về ổng lo dò bà Năm hả? Ổng cũng lâu dò bà Năm, ổng lâu dò bà chụp mới về ở, ổng cũng lâu dò. Sao kỳ mà sao đó là lâu dò sao lâu dò? Đó là người ta chết với là 49 ngày là ổng về hay sao? Cái nhà đó bây giờ ha, nào mà qua ngủ cho mướn á. Là sao? Mướn thế hả? Nào cũng gặp. Ghê vậy? Thế nào cũng bị lôi dò, bị đuổi. Giờ dạ. Ai đứa nào qua ngủ cho mướn 100 ngàn. 100 ngàn đủ mua qua đấy ngủ gì cho mướn Giang Nam đâu đứa nào dám. Nghĩa trong quần luôn á. Bên đây một cái nè, thằng bé nó dở. Ai nhà dở, bà gì quên ta? Nhà chỉ có bà nội dám ở đây thôi chứ không ai dám ở thiệt. Cái nhà đó là nhà của bà gì quên bà Sáu à? Bà Bảy rồi. Bà Bảy đúng rồi. Rồi bà tư bé nó mới dở dách. Nhưng mà sao bên đó làm sao mà ghê nội? Hả? Bên đó chỗ nhà bà Bảy làm sao mà ghê? Nhà bà Bảy hồi đó bà nội đi bệnh viện về ha. Bà nội đi bệnh viện về hồi chưa làm hàng rào mà có bụi tre cái hàng rào bằng bông bụp á. Cái bắt đầu bà nội về cái hồi có nuôi mấy có xuống mấy bầy gà. Rồi cái bà nội mới qua chặt mối cái xiềm ba, cái hàng cột xiềm ba á. Dạ. Thì hàng cột ở trong có ổ mối bự lắm. Rồi cái bà nội dắt Giang qua xin bả đàng hoàng. Hồi bả rồi bà cho tôi ổ mối. Tôi chặt ở ngoài tôi không dám vô chặt ở trong. Rồi cái bắt đầu vô chặt về bà nội bệnh nữa. Bệnh quá trời bệnh không ngất ngơi ngất kéo chứ cũng không có nằm liệt. Bệnh làm như nhà ai nhập hay gì. Ghê vậy. Cái bắt đầu mới đi Út mày với cha mày mới đi rước ông Út dưới lên yếm. Cái ông Út ông nói cái nhà đó bây giờ bao nhiêu người ở đó. Cái lúc cái cục này nó quýnh lộn hoài, vợ chồng chửi lộn trời ơi, vợ chồng phía Út nó chửi lộn thôi quá trời, chửi lộn tối ngày. Là hồi đó có thằng Le nó chết cái ngọn đó đi vô á. Vô chỗ cặp với thằng bé Hai sát cái lỗ đó, chỗ cái hàng rào mấy thằng đó nó gác đó, cái ngọn chỗ đó đó nó chết chìm cái trũng đó, đó. Hồi đó la có cái bún nó còn nhỏ xíu nữa. Chết chìm còn sữa chết tắm 5-6 đứa mà lên trên, còn nó chung với hút lá nó chết chứ, mà nó quậy thấy ghê luôn, nó quậy cục đó, đó.
Nó quậy là sao nội? Quậy sao nó nội? Làm cá rồi bà bãi một lần bán sống làm ụt cá bị chảng bà xuống bà tác hoài có đất gì đâu. Là sao? Ý là nó rồi cái bắt đầu rước Út lên Út biểu Út mẹ 3 giờ phá cái hàng rào đi. Dạ. Phá cái đường đi là đường đi giờ á. Chỗ đường đi giờ chứ hồi đường đi sát bên bà Năm. Rồi cái chỗ cái đường đi đi cái ổng mới làm nồi nước xong rồi ổng bỏ nhang ổng giấy gì ổng nhốt gì đó ổng làm phép đúng không? Ừ cái ổng làm phép á, ổng nói một nhà ma bệnh á, nó vô nhà mà của... ổng nhà không nữa đó, nhà trống không bộ bảy hả? Ờ nhưng mà có một cái thằng nó chết chìm, ổng đâu có biết, ổng ở lúc viên đốc sao ổng biết cái thằng đó chết chìm, hồi nó còn nhỏ ổng đâu có biết mà ổng đâu có biết đâu nên... mà ổng nói trúng phốc ha. Ừ nhưng cái... mà nãy nội kể mà cái vụ gì mà làm ụt con cá là sao? Thì nó làm con cá ụt cho bà bãi trước cửa bãi đó. Thì cái ngọn trước cửa bả nó chạy sát lộ đó. Ừ. Bả tưởng đâu cá mà xuống bả tát. À là cái người mà chết đúng không? Cái người mà người ta chết hồi trước đúng không? Ông làm cái ủng lên cho giống như cá ụt vậy hả? Ừ. Đặng dụ bả xuống tát hả? Ừ, nước cạn mà bả nên con cá bự xuống tát có đất vậy. Mấy chập vậy. Hên ha mà bả xuống bả không sao, nó đó là nó dụ bả xuống chứ. Ừ nó dụ bả xuống. Rồi bắt đầu bả bệnh bả chết chứ không phải. Ừ. Thì bà bệnh đó, bà chết chứ đâu có. Nhưng nhà cái nhà xưa của bà Bảy là bà ở có ông mình mà sao? Có mình bà. Nhưng mà giờ bây giờ là lúc bà chết là ông Út lên là thấy trong đó là nhiều người ở luôn. Ờ thì ông Út nó nhiều người ở lắm. Ghê vậy ta. Tôi nói ông nói một cái vạc này nè ha. Cái vạc của người sàn, cái vạc của bà Năm, vạc của ông nội. Cái vạc của bà Bảy, dây đất này chỉ có một cái dây đất này tốt thôi. Rộng rãi sạch sẽ tốt, còn mấy cái dây đó kia không có tốt. Tại bên kia con thấy ngay chỗ mà đường quẹo vô chỗ nhà bà Bảy mà quẹo xuống là có cái bụi tre bự á. Bụi tre có xíu á. Ờ, mà bụi tre đó ghê lắm. Nội ta không dám đi ngang đó nữa. Sao? Nói sao? Sợ, ta ghê sợ. Lắm hả? Tại vì mình nhà ông dí mình sợ đi. Chỉ chứ giờ cái họ trổ cái đường họ đi thường cũng đỡ. Cái chỗ đó quẹo là nhà của ông Bảy Ngữ thì trang. Ờ. Lạnh ngắt, lạnh tanh. Ghê vậy? Bi đậm bích. Ý là bà nội nói bà nội không sợ mà sao nội qua đó nội sợ? Sợ, ừ. Ở nhà không sợ mà đi qua đó sợ. Mà nội thấy không? Có thấy lần nào chưa? Không có thấy nhưng mà sợ. Ý là... Cái tâm mình sợ hồi hộp vậy. Nhưng mà hồi xưa ngay chỗ đó là chiến tranh hay sao mà... Không có gì không. Chiến tranh, nó đúng rồi. Chiến tranh cục này không có ai chết. Chỉ có cái ngọn đó thằng Le chết với... bà giờ ghé của ông Hai Lai là bị nổ mìn thì khiêng về đó tan nát thịt xương, tan tành còn có một khúc à. Thì nhà bà ở đó bà khiêng về đó làm đám ma chứ nói đúng là còn hồi ông nội của bà nội á là ở đây là cái cục này là có người ta chết hồi đó tay đồ bắn ta trốn bắn chết. Nhưng mà giờ cái bụi tre chỗ ông bác sĩ Út là nội không dám qua luôn, đi không dám qua. Không, đi lạnh lẽo, đi không dám đi. Ừ. Bởi cái cục đó, nay mấy năm trời đâu có dám đi ra cục. Nhưng mà ở đó có ai thấy gì chưa nội mà sao không dám đi ta? Thấy. Bà hay qua rồi đó, bà thấy ma bắt bà chết đó. Ghê à? Là sao nội kể con nghe coi. Vì gì? Kể nghe ghê lắm. Ờ, kể nghe thử coi. Vì gì hồi đó ông bà Hạ chết, ông bà Hạ còn sống, bệnh. Bệnh cái bà mới ra bà cho heo ăn. Bà cho heo ăn cái bắt đầu nó dẫn bà đi ra bà có dây đất của ngoại á. Bán cho con Hai Tảo nhờ á. Thì bà mới cất cái chồi bà cho thằng... Cái thằng con bà ra riêng. Cái thằng đã chết rồi. Cho thằng con bà ra riêng cái bắt đầu nó mới đi về Long Mỹ. Theo vợ về Long Mỹ. Về Long Mỹ cái bữa bà mới ra bà đốn mùi chuối bà bỏ trong cái buồng. Ví dụ bà cất... Nó cất nhà riêng, mà cất nhà lá, chỉ có cái buồng vợ chồng nó ở thôi nha. Dạ. Thì bà đó người chú bà để ông đó. Cái qua mấy ngày sau bà mới ra bà lấy người chú. Bà ra bà thấy, nhưng mà hồi đó ở chỗ đó là có chết. Bà ra bà thấy, bà vô bà khoát cái cửa buồng này nó đi nhưng mà còn cái cửa buồng giải. Bà khoát cái cửa buồng này bà lấy người chú mà bà thấy nằm bận bộ đồ đen mà máu không... Trời ơi bà lết, bà này bà lết từ ngoài bà lết dài về. Bà lết dài về bà không biết đường đi. Tới phù luôn. Là từ ngoài đó vô đây là xa lắm luôn á.
bà đi đã rồi bà vô trúng nhà hàng xót cái bà kêu cửa hộ nó làm như bà nó nhả bà ra rồi. Bà kêu cửa cái vợ hàng xót nó mình may bớt có trơn trọi miếng đốt bà cây đuốc. Bó bà cây đuốc đưa bà về. Về rồi hen cái bắt đầu bà Hạ chết. Tao nói cha mày còn cha mày nói cho mày. Ta mới nói rầy cha mày tao nói bậy nó bà. Bà có nhỏ thì linh nhỏ đi mần mướn ở trển á. Cái bà mới ham ở nhà tường biết không? Ừ. Ông bà Hạ mới chết rồi chưa có được 100 ngày. Ừ. Là bắt đầu mới làm ở nhà tường. Bà biểu cho bà biểu thì linh cất cho bà ở nhà tường và bà ham ở nhà tường quá đi. Cái thì linh cũng không có tiền nó mới mượn nhỏ bạn mới thương nó cho nó mượn tiền cất cái nhà có chút mà vợ còn vợ chồng xíu ở đó. Yeah. Cái bắt đầu mà ông Hà chết rồi ha mà bà mập bà phát thương lắm. Bà mập bà trắng bà đẹp người lắm. Cái bắt đầu cất nhà trường. Cái bắt đầu bà mới bệnh mới đi thành phố lên đó. Ừ. Thì linh mới dẫn mới đi khám bệnh là bữa về ông Năm Phun chết nè. Ghê yeah. Ừ. Rồi cái bà hỗ trợ chứ một xíu đi đám ma có quậy không, bà ngồi ngồi góc dừa đường đi, bà kêu cho qua ra, bà cho ta hai ổ bánh mì với cái hai cái gì mà xéo, có đầu con trâu con gì, kêu bằng gì tụi nó ăn hơn. Càng cua, bánh mì con cua đúng không? Không phải, bánh mì khác, còn một cái dĩ đó khác, kêu bằng gì nè. Nhưng mà bà kêu bà nội ra ngoài bà nói gì? Bà kêu ra, bà nói bà bệnh, bà mới cho bà nội hai ổ bánh mì với cái hộp đó. Bà biểu nhét vô ăn ngon lắm. Cái bà về bà ở nhà, bà nói trời, cái bà qua bà nói trời ơi, sao chị tôi ngồi ở đường đi mà bữa chiều nào nó cũng kéo một bầy nó ra ngoài á. Mà tôi dòm rồi, cái nó kéo đi qua lại mà không phải người ta đi. Nhưng mà hình tượng người ta đi, biết không? Ừ. Nhưng mà không phải người ta đi. Ghê ta. Ừ. Cha mày nói ông bà Hạ chưa mãn tan mà nếu dời cái bàn thờ mà cất cái nhà lên là thế nào cũng chết người. Thiệt, bà chết. Mà cái đó là cái quy luật mà. Cái đi bệnh viện có 10 bữa khiêng về ngang đây cho nên bà xác vậy nè. Ừ. Xác queo. Nhưng mà hồi xưa ông ba ông không tắm luôn hả nội? Nhưng cái da ông nó nổi dãy móng tay dài đúng không? Ừ. Cái bắt đầu bà chết đúng là cha mày nói hay chồng không, cái đó là cái đó là giờ nhà là bắt đầu cái đó là cái quy luật mà chết chưa mãn tang mà dời bàn thờ là bị thế nào cũng chết người ở trong nhà không ai yếu yếu là chết thiệt. Tao mới rầy cha mày, tao không nói bậy nói bạ không, nói để má coi hả, cất cái nhà dời bàn thờ là chết thiệt. Bà bệnh, bà định trong có 10 ngày là bà đi bệnh viện, trong có 10 ngày là bà chết luôn. Bà chết đi bệnh viện chắc khi bị người ta dắt hồi xưa. Ừ, về mà bà có một lần bà bị rắn cắn ở trong nhà bà. Ghê quá, linh quá. Rắn cắn thì khiêng bà đi trị hết. Hết rồi về bắt đầu bà bệnh nó phát, đúng là bà bệnh. Bệnh bà chết. Mà hồi đó ghê lắm, sợ lắm, trời đất ơi. Còn cái cục ở dưới xâm dưới, bởi giờ không dám đi. Xâm dưới thì sao nữa? Hồi đó bà nội nhẹ bóng día lắm. Bà nội không nổi mình sống là bệnh hoài, bệnh bị quỷ nhập gì đâu mà không có mà liệt. Nhưng mà mệt người ấy vậy? Mệt người, lẫn quẩn, không ăn, ốm ròm, ốm rỉnh, mà đi làm như nó lững thững thờ, không nổi vậy, chứ không phải nằm liệt. Nội đi xuống dưới là nội thấy hay sao? Ông Út cha mày với Út Quân chở xuống dưới, ông lên ông trị là hết luôn. Ý là xưa nội đi nội thấy hay sao? Cũng hết luôn. Hồi xưa nội đi ở dưới kia là nội thấy hay sao? Không thấy, nó bắt mình chứ không có thấy. Nó dẫn đi hả? Nhập chứ không có thấy. Chứ kỳ đám cưới năm mày đó, hồi đó không biết mày biết không à? Không, làm sao? Quá là sao? Dẫn hả? Cưới năm mày á, ngày mơ rước dâu. Cái chiều mới đi lên mua thêm bánh ăn sáng, tao quên tao rước dâu. Ừ. Bắt đầu đi lên mua cái về, bắt đầu nhập vô, trời ơi nó nhập bảy xíu thằng ơi, năm sáu thằng nghe nói hen, năm sáu thằng đè mà đè không lợi là nội bung hết rồi, đá ghê à. Bung, ừ. Đá bung hết nghe nói hen. Rồi cái đang làm lễ rồi giải trí
dọn cháo lên đằng giải lao, bà nội quậy ráp bu vô, ai cũng đè không lại bé xíu vậy con. Những năm này đó. Đè không lại nổi luôn. Trời, sáng tao qua tao rước dâu bà nội ôm quần ôm áo nghe tụi nó nói đứng cửa vậy. Đứng cửa cái. Hù đi, hết cười quá. Hồi bệnh dữ lắm, sức kiểu giờ hết bớt rồi. Hồi xưa nhiều. Hả? Hồi xưa vong linh đồ nhiều. Vong quậy linh ha. Lại bây giờ nói cho đúng. Mình cúng quải đồ là người ta cũng đỡ lắm. Mình cúng quải này kia nọ mình cầu gian giái đồ cũng đỡ lắm. Nhưng mà cái khu nhà bên ông Năm là bây giờ là cho tiền không dám qua ở luôn à. Tối không dám qua ngủ luôn à. Tối không dám ngủ hồi tao giờ bà ngày tao cũng không dám qua chứ đừng. Bà ngày không dám qua luôn à. Không. Lạnh lắm. Cái nhà mà bỏ vô mày qua nó lạnh lẽo bước vô nhưng đất thành bắt đầu nó lạnh lẽo lắm. Đang giờ là nội đang ở giữa luôn á. Bên kia là khúc cái bên phải là ông Năm, bên trái là bà bảy với bụi tre, bà bảy là thì bà bảy quá, thằng bé nó dở rồi. Dở rồi đỡ ha. Để nó chất vô cũng đỡ. Chứ hồi xưa mà nhưng mà bây giờ hồng nội chết giờ làm nhóm phù hộ gì không biết sợ gì chứ. Không biết sợ thiệt gì. Tối cũng đi ra mộ ổng rồi không có sợ gì hết á. Nhưng mà thí dụ nội khóa cửa là nội sợ tụi đi hết á. Thì mấy người nhậu xỉn. Nhất sợ nhậu xỉn thôi không? Xíu mới xỉn. Xỉn định vô nằm dài thấy nó chắc chết luôn. Thì khóa cửa chứ đâu có gì đâu sợ, không có sợ. Nhưng mà cái nhà bên Năm thì bển nhà lạnh lắm hả nội? Lạnh lắm, giờ bước vô lạnh lắm. Ghê ta. Mà làm nhà tường chứ giờ trời ơi, meo móc cũng lên đóng. Ngõ móc luôn hả? Rông riêu rồi. Thì đâu có ai ở đâu đúng không? Đâu có ai ở, quét dọn sửa sạn đâu. Ý tính ra quanh cổ, bỏ cổ lên tới đầu luôn. Hôm rồi lon nó về nó mướn cái máy gì mà máy cắt. Máy cắt. Mà chém gì? Chém trúng miệng trúng đồ nha, cổm. Chứ tới đó là người ta cắt ở cái công viên. Dạ. Cái chỗ cỏ mà không còn đó. Cắt nghe chém ào 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 chứ đâu có gì. Vậy á. Còn cục xâm dưới lúc đó. Dạng tuổi không à, bà My nè. Cẩm Hồng nè à, đó cái vợ bé Sặc. Trời ơi nó chết thì thấy ghê. Tới bà Tư Dở. Rồi cái tới vợ của thằng dân gì con mà ba nâu không thằng gì quên rồi. Là sao nội chết hả? Trời ơi, chết 4-5 đứa thấy ghê luôn. Rồi cái vợ Út Mì lúc có bệnh ấy cũng sợ. Chết nhỏ chạng tuổi không à. Chết cỡ tuổi không hả? Bệnh ghê không có mấy ngày hết. Nhưng mà ở dưới mấy có mấy cái không, mấy ngày chết. Nhưng mà ở dưới lạnh ghê lắm, khu đó rừng lắm. Sao bà Tư Dở đâu ngờ bà chết đâu. Bà Tư Dở là bả mạnh trần, bả đi bệnh viện là lên trển là bả bị cái gì á. Là về bác sĩ nói là về có mấy bữa gì cơ bả chết. Nhưng mà cái đường dưới điên dưới tàn là mấy cây sầu đâu rồi, mấy cây dù gió rồi thấy ghê chết mà. Ghê lắm mà điều giờ mấy cây bự nghe tụi này nó nói thằng Thiệp nó cưa cái bàn ở chỗ miễu sao không biết. Đủ mà thằng nó sợ tới rồi. Cái gì cái bàn cái miễu mà cưa luôn hả? Cưa đặng nó móc hổ nuôi cá. Ghê rồi chắc nó ông... nó có cái nhà đó có lâu nhà chưa? Lâu chưa nội? Hả? Lâu chưa? Mới cưa đâu. Ghê quá. Này. Ừ. Ớn người ta. Bởi vậy. Đó ai đâu dám cưa, ổng gan dữ à. Cái thằng mà nó cưa cái cây ở chỗ kho Út Mày kho bỏ vợ. Cái kho trả năm nghĩa giờ là về bắt đầu. Nó đi cưa cây ấy là gãy tay luôn. Ớn. Gãy tay luôn. Mấy cây mà chỗ miễu cưa là nguy hiểm lắm. Cái đó là cây cao là bà ở. Cây bàn bự bà ở không à. Ta nói cây điệp là một nè. Cây da là hai nè. Cây bàn là ba nè. Cây sao là bốn. Bốn cái loại cây đó mà bự rồi ha. Là coi như bà, mấy bà ở không. Mấy bà, mấy ông ở không. Mấy người lớn ở không. Chứ không có mà ấy đâu mà. Mà cưa là chết. Cưa là bị tai nạn. Tại trời cũng không khỏi. Sớm muộn rồi nè. Sớm một muộn thôi đúng không? Ừ, sớm một muộn. Bởi giờ đường nó không tin gì đâu. Mình phải tin. Nhưng mà tao nói á. Không có cần đi chùa.
không có cần ăn lạc ăn gì. Ví dụ bà nội ra, bà nội khẩn cái gì đó, con cháu hay gì trong nhà bệnh hoạn gì, bà nội giá cho mạnh giỏi hết, rồi bà nội ký trong cái tháng 7 bà nội ăn tháng. Ừ. Hoặc tháng giêng là một năm là ba cái rằm lớn. Là thí dụ không ăn tháng 10 thì ăn tháng 7, không ăn tháng 7 cũng ăn tháng giêng, là ăn nguyên tháng. Chứ không có mà 29, mùng 1 đồ ăn rằm 14 đồ, không có đi chùa, nổi đây nổi không có đi chùa. Nhưng đi mà có nổi đâu thiệt, mà đi. Mà đi có nổi đâu đi, chân cẳng đi nổi nữa, ôm nhôm nhách nè. Mà không có đi nữa. Coi như ở đây vừa khô vừa xiêm, chanh, chót, chuối rồi. Coi như bà nội không có nói sao mày mua tao rẻ hay gì vậy? Cần nhiều thì trả tiền, mua người ta nhiều, người ta nhiều trả tiền nhiều. Không bao giờ hỏi nhiêu ký gì, kệ nó. Mấy bó lá dừa, mấy bó lá dừa sao nội nội ấy hả? Lá dừa nội lọc, nội róc hả? Thằng ở ấy nội róc không á. Mấy nó bán làm gì? Hôm hồi chưa bệnh Covid á, à. Bán lần cả mấy trăm luôn á. Rồi cái bệnh cái đợi thằng ở Bến Tre nó mua đợn nấu bạch nha đó. Ừ. Thì bệnh thì nó đâu có xuống nữa, rồi róc rồi để vậy. Cái đó nội để đó lâu lâu rồi gom đốt rác, đốt giấy mũ, đốt giấy đi cầu. Đó bán bao nhiêu một cái vậy nội? Bó lá dừa. Có hàng rưỡi chứ nhiều. Trời ơi. Có hàng rưỡi mà mình bỏ uổng. Bờ hàng mà nội rồi không có tàu dừa nào, con ra sạch bóng luôn. Hàng rưỡi mà nội kéo nó róc. Kéo gom gom gom. Cũng như mình đi tập thể dục chứ gì, ở nhà làm gì, khỏe mừng, khỏe rồi đi mừng. Mần không có phải mà liều nha. Ừ. Mần mà liều ấy là vô chứ không có ráng. Hôm nay nội nhiêu tuổi ha? Hả? Nay nội bảy mấy hả? 79 rồi. 80 rồi. Ừ. Dữ ta. Gần 80 rồi. 80 còn gì rồi nữa thì tại vì hả nằm không là muốn bệnh. Đi suốt. Mần bậy bạ vậy. Ngày xưa nó tụi Nam Giang đâu mần gì, nội mần không. Nội không mà ngày xưa nội có học võ không? Hả? Nội xưa có học võ không? Học võ hả? À. Đâu có. Học võ cho mạnh chứ vậy. 80 mình đi kéo ra vừa không được. Có mà ai cũng không không tin, ai cũng nói bà nội sao 79 tuổi mà sao còn khỏe như vậy ta, khỏe lắm à. Bà nội kéo nó vừa rắp rồi cái chất vô đó bán cũng bạc trăm, bán mua bánh đồ ăn sạch sẽ, bờ cỏ sạch sẽ lắm. Trời ơi, đất của cha mình như cái đám rừng á, bây giờ mày ra cái ta dọn sạch bóng luôn, ta trồng chuối ta dọn sạch bóng. Bởi dựng năm này bển rầy, biểu mẹ đừng có trồng, mẹ đừng có bứng trồng gì trơn á. Mày để nghỉ ngơi không? Được rồi, tuổi lớn nghỉ ngơi. Ừ. Đi vòng vòng thôi. Nội ương dừa đó nè, nó ương dùm mấy cái dừa mà nó lên, còn mấy dừa nó không lên, còn mấy dừa lên. Nội ra nội đặt dùm cho cô Hai hết trơn. Đặt nay nó lên vậy nè. Nó lên lên vậy hết trơn. Mấy cái dừa đó là đó là nội đốm hả? Người ta lại đốm rồi bán. Ờ đó ông nội chết đó. Nhiều chục hả nội ha. Cưa đốm, đốm này nó xả nó đốm vách xung quanh đó. Nè mấy trái dừa nè. Non. Mấy trái dừa nội, dừa xanh á, dừa xanh đó đó. Sao? Nè dừa xanh này nè, là bán nhiêu chục? 45 ngàn. 45 ngàn một họ chục là làm gì họ làm? Là 12 trái hả? Ừ. Chục họ 12. Bán được 3 triệu, nó chở xe rồi còn nhiêu đó đó. Một chục là 12 trái hả nội? Ừ, chục 12 trái. Mà 45 ngàn thì tính ra có 45 ngàn. Không biết mấy trăm mà nó trả. 3 ngàn trái hả? Nó trả bà nội 3 triệu. Chưa được 4 ngàn trái. Nó trả bà nội. Không chưa được 4 ngàn cái có 2.8 triệu mà vậy tính ra một chục một trái dừa vậy là bán chưa được 4 ngàn. Nó đưa nội 3 triệu mà nội thối lại 200, nó còn thiếu nội 40 ngàn. Thì đó nhưng mà nó đếm ngang ngửa luôn. Còn dừa ngoài là dừa khô. Còn mấy đầy bán à. Đó ngọt với nhỏ quá nội để lại tết nào nó ấy nó qua nó có ấy ăn. Rồi cái này chừng nào xây nhà mới này. Nó giọt luôn rồi nè. Nhà này chừng nào xây nhà mới hả? Nhà này chừng nào xây nhà mới nó giọt hết trơn rồi. Dách lá không à? Giọt hết trơn à. Út mày nói để qua năm này lập mua tên lập đỡ rồi chừng nào biết đâu nó chừng nào cũng xây ai biết đó. Mua bè đóng cái dách đầu sông nè. Tệ, tàn tệ, hồi năm bảo tới giờ gì? Miếng vách đầu sông rồi. Trời ơi, lần quay miếng vách đầu sông đau khổ luôn. Miếng vách đầu sông. Cầu, cầu cá dưới quê nha cả nhà. Năm bảo tới giờ. Cầu cá dưới quê. Hồi dừng. Nè, đây là cái nhà của nội. Năm bảo tới giờ, mình thấy không? Mình về giờ. Quá trời. Mình về ăn Tết. Có ba cái cây thâu lao rồi, nó không có mối mọt thôi. Mình về ăn Tết là hay qua nhà nội mình ở không à? Trời ơi, còn mấy vách đó. Đó, nội kêu là qua năm là mua mấy cái tôn này nè. Về lợp.
Dừng á hả? Không, mua mấy tôn này dựng mấy nhà xe nhà cho nó dột rồi đó. Mình nói không có chịu dừng tên. Không, cái này này dừng bằng cây dừa. Hay dừng dừa. Này cây dừa. Nhưng không mà, dừa này con biết không, 4 năm rồi nè. Nay 4 năm rồi nè. Thì nó, nhà... nó tiêu cái lớp này rồi nữa, ôi của nội chết nữa, xây nó làm gì làm cái bà nữa. Nhà thì lủng hết trơn à, không mà không có cho sửa lại. Rồi kéo tên, nó nói ăn Tết rồi rồi nó tráng nền, chứ để đi lủng tới lủng lui mà nội té. Tráng nền với nó sửa vết, đóng vết ở trước rồi lại hết lành lẽ. Tao nó hướng đóng đi, để ma đừng vô ăn tao được rồi. Ma nào vô ăn? Ừ, sợ ma. Sợ ma lắm hả? Ừ. Mà tại nói vậy chứ sợ gì? Sợ vậy hả? Không sợ mà không dám đi ra ngoài mà đâu. Không dám đi. Không dám đi ở nhà vậy. Ở nhà tối ngày đi ra bờ. Ra bờ mà điều. Nhưng mà ra bờ mé bên cụ tư này nè ha. Ừ. Là còn đỡ. Có nhà nó đồ á, với trống. Nhưng mà nàng hỏi nào nè. Còn mà... qua cái đầu qua cái bờ của cha mày bán cho cô hai mẹ là sợ. Sợ tối không chặn dạng, không dám ở chặn dạng chứ ngoài bờ này là dám ở chặn dạng. Ở đó bị vị bên thằng Út á, trời ơi nó đậm bi đậm bích hả? Ghê lắm, cỏ rác chứ không có nhà. Còn ngoài ra cụ tư nó có cái nhà. Nhưng mà nãy giờ mấy câu chuyện ma mà nội kể là thiệt luôn hả? Thiệt luôn á. Ghê vậy ta. Ừ, không có cái gì mà... nay là về là Tết cả nhà nên không có đi quay được, kêu nội kể chuyện ma mấy câu chuyện mà hồi xưa mà nội thấy á, kể cho cả nhà nghe cho vui vậy. Tết không biết đi đâu hết, Tết về thăm nội. Rồi mình sẽ kết thúc video ở đây để phụ nội dọn dẹp, xong rồi khi nào mà chiều nội rảnh thì mình sẽ kêu nội kể mấy câu chuyện nào mà nội đã từng gặp để cho cả nhà nghe như thế nào. Rồi bye bye nội nha. Bye bye kìa. Dạ rồi, xong con quen để dành. Để dành đăng cho nội lên YouTube luôn cho cô hai coi.